không? Đây là chụp nó đẹp quá. Từ khách sạn mà nhìn qua thấy luôn. Con với hai sister. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, bà nói cho bà lên chưa rồi đi. Cái bà áo tím á. Tối chạy không? Tối hả? Ờ, hay lạnh ha. Ờ, ở Phú Quốc á, bước xuống là ấm rồi, ấm luôn. Nó mưa chút là ấm à, được rồi.
Trang. Ấm rồi. Yeah.
Yeah.
sao coi được.